Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao Nguyễn Phú Trọng không đi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ? Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cơ hội tốt nhất cho Việt Nam quốc tế hóa việc tranh chấp trên Biển Đông với Trung Cộng, và việc ông Phạm Bình Minh không chỉ đích danh Trung Quốc thể hiện sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam về đối sách với Bắc Kinh, theo nhận định của giáo sư Cạ Thayer của Đại học New South Wales. Đồng thời, nhiều người Việt bày tỏ thất vọng khi ông Minh không nêu tên Trung Quốc trong bài phát biểu trước Đại hội đồng, dù Hà Nội trong những tháng qua nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của mình cũng như tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong tranh chấp Biển Đông. Trong bài phát biểu hôm 28 tháng 9 tại New York, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Ông Minh nói, Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông Việt Nam, và rằng các nước liên quan nên kiềm chế tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm tăng thêm căng thẳng trên Biển Đông. Bài phát biểu dài khoảng 16 phút của ông Phạm Bình Minh không nêu tên Trung Quốc cũng như không đề cập đến vụ đối đầu đang diễn ra tại bãi Tư Chính. Trái với dự đoán của một số nhà quan sát chính trị, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã biệt tăm tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Mỹ. Thay cho sự trống vắng của ông Trọng chỉ là Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phạm Bình Minh đã làm gì ở đó? Thay vì tố cáo Trung Cộng gây hấn ở bãi Tư Chính, Minh chỉ ấp úng các bên liên quan về căng thẳng ở Biển Đông mà không một lần dám nhắc đến cái tên tàu Hải Dương 8 hay kẻ nào đứng sau hoạt động thách thức của tàu này. Trong mùa Việt Nam cũng bởi thế đã thêm một lần nữa bị vuột cơ hội vận động quốc tế về bãi Tư Chính, nhưng bởi chính thói đớn hèn và trở thành nan y của chế độ Cộng sản này. Từ không dám nổ súng cảnh cáo, không dám nhắc tên Trung Quốc và không dám kiện Trung Quốc, trong mùa Cộng sản Việt Nam đã khiến Bắc Kinh không chỉ ngày càng coi thường vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, mà còn giành ưu thế vượt mặt giới chóp bu Việt Nam trong hoạt động vận động quốc tế, cũng là nguồn cơn khiến cho Bắc Kinh tự tin và ngạo mạn khi đưa ra tuyên bố mang tính khẳng định về vùng chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực bãi Tư Chính, và bây giờ còn muốn đuổi Việt Nam ra khỏi đó. Ngay sau hiện tượng câm nín tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phạm Bình Minh đã bị rất nhiều người dân trong nước và hải ngoại chỉ trích và lên án dữ dội. Hệ lụy quá rõ rệt là Phạm Bình Minh đã phải đưa đầu chịu báng thay cho Nguyễn Phú Trọng. Bởi nếu Nguyễn Phú Trọng đi dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông ta chắc chắn cũng phải nhận rất nhiều phản ứng của dư luận bởi không mấp máy nổi một từ Trung Quốc. Đã 3 tháng lao qua kể từ khi Bắc Kinh cho tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ cho tàu này xâm phạm bãi Tư Chính của Việt Nam như vào chốn vô chủ quyền, Nguyễn Phú Trọng vẫn trốn biệt mà không một lần xuất hiện để cho bàn dân thiên hạ thấy rằng ông ta không phải quá sợ hãi mà chẳng dám hé miệng về vụ việc đáng tầm nhục quốc thể này. Sau Trọng chỉ có hai quan chức là Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh dám đề cập đến vụ bãi Tư Chính nhưng lại không hề dám nêu tên Trung Cộng. Cũng đã quá rõ về tính tinh danh của Nguyễn Phú Trọng khi ông ta đẩy Phạm Bình Minh đi dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, khiến Minh phải trực tiếp nhận búa rìu dư luận thay vì Nguyễn Phú Trọng. Việc Nguyễn Phú Trọng cử Phạm Bình Minh đi New York khiến nổi lên một dấu hỏi: vì sao cử Minh mà không cử Phúc, trong khi Phúc là thủ tướng và xứng đáng đi họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hơn là Minh. Dấu hỏi trên có thể được giải mã phần nào nếu đối chiếu với những thông tin không chính thức về chuyến đi Washington của Nguyễn Phú Trọng có thể diễn ra vào tháng 10 năm 2019 hoặc sau đó, cùng những cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Việt vẫn tiếp tục diễn ra.
Trong đó, Việt Nam đang cố gắng gia tăng nhập khẩu khoảng 5 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ để giảm giá trị xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ và làm cho Trung bất giận dữ bởi tình trạng Mỹ bị thặng dư xuất siêu quá lớn từ Việt Nam. Tức ngoài việc đọc bài công khai về vụ việc bãi tư chính ở phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phạm Bình Minh còn có thể có một nhiệm vụ khác công khai, không công khai, bí mật làm việc với giới chức Mỹ để thu xếp cho cuộc gặp Trọng Trung. Tất nhiên, tin tức về cuộc gặp trên là tuyệt mật đối với phía Việt Nam bởi giới chức vụ Hà Nội luôn sợ Đảng Anh Trung Cộng sẽ nổi đóa nếu biết Đảng Em tìm cách dựa dẫm vào Mỹ, đối trọng quân sự duy nhất đối với Trung Quốc ở Biển Đông, và đặc biệt giữ tuyệt mật với bất kỳ động thái đi Mỹ nào của Nguyễn Phú Trọng cùng ý đồ nâng cấp lên đối tác chiến lược giữa hai quốc gia này. Vào tháng 5 năm 2019, Phạm Bình Minh đã từng đi Washington với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao và tiền trạm cho chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng. Khi đó dự kiến là vào tháng 7 2019, tuyến chuyến tiền trạm đó cho thấy lần đầu tiên kể từ khi bị thất sủng trước Trọng tại đại hội Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm 2017, Phạm Bình Minh đã được phục hồi nhân phẩm, được Trọng lựa chọn là người bắc cầu với giới quan chức Mỹ và còn được làm việc với cả Bộ Quốc phòng Mỹ chứ không phải là Thủ tướng Clemenceau Nguyễn Xuân Phúc bị xem là quá háo danh, tham vọng chính trị và nổ bán trời không văn tự. Tuy nhiên, có vẻ tình trạng sức khỏe của ông Trọng không thật khả quan nên chuyến đi Mỹ của ông ta đã liên tục phải rời lại, kể cả ngay vào lúc này điều đó vẫn có thể xảy ra. Trong khi đó, nội tình chính trị Việt Nam ngày càng xung khắc, tiềm ẩn bên trong lẫn sôi trào bên ngoài, cũng ngày càng lộ lên những thông tin không chính thức và đồn đoán về việc Nguyễn Xuân Phúc bị thất sủng trước Nguyễn Phú Trọng, khiến cung đường giành chiếm ngôi vị Tổng Bí thư Đảng của Phúc tại Đại hội 13 ngày càng dài dằng dặc. Theo nhận định của giáo sư Cạ Thầy Ơ, chuyên gia phân tích các vấn đề Việt Nam, giới lãnh đạo Hà Nội đã rất thận trọng trong việc ứng xử với vụ việc này. Vị giáo sư Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc của Đại học New South Wales cho rằng, mặc dù Việt Nam đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế trong vụ tranh chấp với Trung Quốc, việc không chỉ đích danh Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là vì các bộ ngoại giao, quốc phòng, công an chia rẽ về việc Việt Nam nên theo đuổi chính sách nào để ứng phó với Trung Cộng trên Biển Đông. Trong khi Bắc Kinh không muốn danh thế này hay vị thế của họ bị chỉ trích trên trường quốc tế, nguyên nhân của việc thiếu sự thống nhất là do Việt Nam không có sự lựa chọn tốt, theo giáo sư Cạ Thầy Ơ, và ông cho rằng Trung Quốc đã hoàn toàn rõ ràng cho thấy họ muốn Rosneft của Việt Nam ngừng khai thác dầu và Việt Nam không may đã phải ngừng lại với Repsol trước sự đe dọa ở bãi tư chính. Vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, Việt Nam được cho là đã ngừng hai dự án khai thác dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha. Hiện Việt Nam đang hợp tác với tập đoàn Rosneft của Nga ở bãi tư chính, nơi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đến thăm dò. Luật sư Vũ Đức Khanh, người thường xuyên theo dõi chính trường Việt Nam, cũng cho rằng một trong những lý do Việt Nam vẫn chưa nêu đích danh Trung Quốc là vì vẫn cảm thấy cô đơn nếu có một cuộc xung đột vũ trang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam không tin bất cứ ai có thể đứng ra giúp họ và càng không tin Hoa Kỳ sẽ sát cánh chiến đấu bên họ, vì giữa họ và Hoa Kỳ cũng như thế giới vẫn chưa có sự chia sẻ nào những giá trị nền tảng chung. Mỹ cho tới nay là quốc gia duy nhất nêu đích danh Trung Cộng khi cáo buộc nước này bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng trong hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông. Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc bắt nạt nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa Mỹ và Việt Nam cũng như lòng tin trong vấn đề. Giáo sư Cạ Thầy Ơ nói cho rằng Việt Nam và Mỹ những quan điểm khác nhau về mối quan hệ chiến lược và Mỹ không bảo vệ Việt Nam trên Biển Đông, chừng nào Việt Nam không phải là một đồng minh của họ.
Từ Việt Nam, luật sư Lê Công Định viết trên Facebook, những ai quan tâm đến tình hình quốc gia hiện nay đều trông đợi ông Phạm Bình Minh lên án Trung Quốc thực hiện chính sách gây hấn trên Biển Đông và xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phạm Bình Minh đã không nói gì. Ông cũng nêu vấn đề của mọi người quan tâm nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến cái tên Trung Quốc như kẻ xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Nhiều người vừa trong và ngoài nước dùng từ thất vọng về bài phát biểu của ông Minh, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Cá nhân tôi cũng và hàng triệu người Việt Nam khác trong và ngoài nước cùng nhiều bạn bè của Việt Nam trên thế giới đều thất vọng về bài phát biểu của ông Phạm Bình Minh trước Đại hội Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 28 tháng 9, luật sư Vũ Đức Khanh nói với phóng viên từ Canada. Tiến sĩ Mạc Văn Trang hiện đang sống ở Hà Nội cũng chia sẻ chung quan điểm này. Ông nói với phóng viên rằng ông quá thất vọng vì cho rằng Việt Nam là chính nghĩa, bị hại mà không dám nêu tên kẻ cướp và lên án Trung Quốc. Trong số những người bày tỏ sự thất vọng qua các đăng tải trên Facebook cá nhân, một người có tên Nguyễn Ngọc Chu viết rằng Trung Quốc xâm phạm biển đảo của Việt Nam, đem tàu đến thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng biển Việt Nam, mà Việt Nam không dám chỉ mặt gọi tên lên án Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ai sẽ lên án Trung Quốc giúp Việt Nam? Theo dữ liệu hành trình mới nhất và chuyên gia hàng hải của Đại học Hải chiến Hoa Kỳ Ryan Matheson cập nhật hôm 30 tháng 9, 2 ngày sau khi ông Minh phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã quay trở lại vùng biển của Việt Nam lần thứ tư. Cho tới lúc này, Việt Nam chưa có phản ứng gì về lần trở lại mới nhất của Trung Cộng này. Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam nên có hành động pháp lý chống lại Trung Quốc như Philippines đã làm để có được sự ủng hộ chính thức của cộng đồng quốc tế và giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông về lâu về dài. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp được tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.